ở thành hôm mà thấy đi tiếp là năm ngày rồi em có đi tiếp rồi em nói là ổn luôn em à, anh muốn ra cái mẹ số là như mẹ số tuần đó như một đề mới được không mới hả rất có ý hơn ta à, rồi là tên mới hả ừ. Là tên mới là có 1% để giữ xe không ta tiền về đã mà anh chuẩn bị tiền Dạ em muốn nhưng ổn mà nhiều phải nữa có anh một chịu ý khó chút nha nha. em thứ ba thứ ba nhiều anh nhiều không em?
sao không? Sao? Chị sẽ xài xíu. Anh chụp cái bóng. Bóng chả. Quả xe tao đang nó chia tao.